Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Thiếu tướng Vadim Skibisky, Phó Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine mới đây đã thừa nhận, nước ông không còn cơ hội chiến thắng Nga và buộc phải đàm phán. Viên tướng này cũng đồng thời dự báo rằng Nga sẽ tấn công mãnh liệt và toàn diện trong tháng 5 này, với mục tiêu kiểm soát sớm toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông. Tờ Economist của Anh mới đây đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vadim Skibisky, Phó Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine. Trong đó, tướng Skibisky đánh giá tình hình của phía Ukraine đang rất khó khăn và dự báo Nga sẽ xúc tiến đánh chiếm toàn vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông, một mục tiêu không thay đổi của Nga kể từ năm 2022. Theo viên tướng này, Nga đã ban hành một mệnh lệnh với nội dung chiếm kịp thời một lãnh thổ nào đó nhân kỷ niệm ngày chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai ngày 9 tháng 5. Giới chức Ukraine tin rằng Moscow muốn chiếm Chasovia vào ngày chiến thắng của Nga 9 tháng 5. Khi ấy, những thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk sẽ nằm trong tầm đạn pháo của Nga, theo các nhà phân tích. Viên tướng tình báo Ukraine thừa nhận nước này đang thiếu vũ khí và cho rằng tháng 5 sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho họ. Tướng tình báo Skibisky cho rằng Nga có ý đồ triển khai kế hoạch gây bất ổn cho Ukraine trong tháng 5 này dựa trên 3 mũi giáp công sau. Thứ nhất đó là đòn tiến công quân sự trong lúc gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine vẫn còn phải mất vài tuần nữa mới tới được tay của chính phủ Ukraine. Thứ hai đó là chiến tranh thông tin do Nga tiến hành ở Ukraine nhằm làm giảm khả năng của Ukraine trong huy động nhân lực cho xung đột với Nga, cũng như làm suy yếu tính chính danh chính trị của Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Thứ ba đó là chiến dịch của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, tướng Kirill Budanov, tiết lộ Nga đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt mang mật danh Maidan 3 nhằm tạo ra tình huống nghi vấn tính hợp pháp của không chỉ Tổng thống Ukraine mà còn cả quá trình ra quyết định nói chung tại Ukraine sau ngày 20 tháng 5. Theo luật pháp Ukraine, bầu cử Tổng thống được ấn định tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 trong năm thứ 5 của nhiệm kỳ đương kim Tổng thống. Tuy nhiên, hiến pháp Ukraine cũng nêu rõ không được tổ chức bầu cử tổng thống giữa thời chiến. Chế độ quân luật do Quốc hội Ukraine thiết lập vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã cấm tổ chức các sự kiện như vậy tại Ukraine. Cựu quan chức Mỹ cho biết Pháp đã đưa quân tới Ukraine. Mới đây, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Breyer cho biết Pháp có thể đã gửi nhóm quân đầu tiên tới Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga. Theo ông, các lực lượng Pháp đã được triển khai để hỗ trợ lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slaviansk. Các binh sĩ Pháp được cho là đã được rút ra từ Trung đoàn Bộ binh số 3, một trong những thành phần chính của quân đoàn nước ngoài Pháp. Hiện giới chức Pháp vẫn chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, cựu quan chức Mỹ cho biết thêm, những đội quân này đang được bố trí trực tiếp tại các khu vực chiến đấu nóng bỏng nhằm mục đích giúp Ukraine chống lại những bước tiến của Nga tại Donbass. 100 người đầu tiên này là chuyên gia pháo binh và trinh sát. Theo ông, khoảng 1.500 binh sĩ thuộc quân đoàn nước ngoài Pháp dự kiến sẽ tới Ukraine trong thời gian tới. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề này, rằng liệu điều này có vượt qua làn danh đỏ của Nga về can dự của NATO và Ukraine hay không? Và liệu Nga có coi đây là hành động khơi mào cuộc chiến hay rộng hơn là ngoài biên giới Ukraine hay không? Vào hồi tháng 4, một kênh Telegram dựa trên thông tin từ các nguồn tin riêng cho biết các đơn vị đầu tiên của quân đoàn nước ngoài Pháp đã đến thành phố Slaviansk để hỗ trợ quân đội Ukraine trước nguy cơ bị quân đội Nga tấn công. Những thông tin trên trùng khớp với tuyên bố trước đó của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Laryshkin khi ông thông báo về việc Pháp chuẩn bị quân đội trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông, tổng số quân Pháp có thể điều tới Ukraine sẽ lên tới 2.000 người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bỏ ngỏ khả năng về việc đưa quân tới Ukraine, thế nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy. Tổng thống Macron nêu ra hai điều kiện để đưa quân tới Ukraine, bao gồm yêu cầu của Kiev và việc Nga đột phá trên tiền tuyến. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu đã cảnh báo người đồng cấp Pháp rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra thảm họa đối với Pháp. Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu quyết định gửi quân tới Ukraine. Ông cũng tuyên bố việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Ngày 4 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận hộ vệ kiên định Steadfast Defender đang được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức. Trong bài phát biểu cùng ngày,
bà Zakharova đã bác bỏ cáo buộc của NATO hôm 2 tháng 5 về việc Nga đang tiến hành các cuộc tấn công gián điệp qua không gian mạng nhắm vào các nước thành viên tổ chức này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tuyên bố đó là nỗ lực đưa tin sai, dễ gây hiểu nhầm nhằm đánh lạc hướng người dân khỏi các hoạt động của tổ chức này. Không dừng ở đó, bà Zakharova cho rằng chính NATO với việc cung cấp cho Ukraine vũ khí, thông tin tình báo và nguồn lực tài chính mới đang khơi mào cuộc chiến với Moscow. Người phát ngôn khẳng định, ngay lúc này, cuộc tập trận lớn nhất của NATO từ sau chiến tranh lạnh mang tên Hộ vệ kiên định đang diễn ra gần biên giới với Nga. Dựa trên bối cảnh họ đề ra, liên minh này đang diễn tập mọi động thái chống lại Nga họ có thể thực hiện bằng tất cả phương tiện họ có, bao gồm vũ khí thông thường và vũ khí lai. Bà Zakharova nhấn mạnh, chúng tôi phải thừa nhận NATO đang nghiêm túc chuẩn bị một cuộc xung đột tiềm năng với chúng tôi. Cuộc tập trận Hộ vệ kiên định bắt đầu hồi tháng 1 năm nay và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 5 này. Với hơn 90.000 quân tham gia, đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất của NATO từ khi chiến tranh lạnh kết thúc hồi cuối thế kỷ 20. Nội dung của cuộc tập trận là việc diễn tập hiệp đồng tác chiến giữa binh sĩ Mỹ và lực lượng vũ trang các nước đồng minh châu Âu tại những quốc gia chung đường biên giới với Nga. Cuộc tập trận lấy bối cảnh giả tưởng về việc xung đột nổ ra ở khu vực Đông Âu. Trước đó, tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu Christopher Cavoli cho rằng chi tiêu quân sự ngày càng tăng của NATO là một dấu hiệu cho thấy bản chất ngày càng gây hấn của liên minh này. Ông cũng chỉ trích Mỹ vì gây ra các cuộc xung đột và chiến tranh. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Pachusev mô tả NATO là một công cụ quan trọng được Washington sử dụng để gây áp lực và gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Quan chức Nga chỉ ra rằng khối quân sự có trụ sở tại Bruxelles đã tiến thẳng tới biên giới phía Tây của Nga và đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Quan chức Nga nói thêm, vai trò hủy diệt của Mỹ trong lịch sử hiện đại là rõ ràng. Chưa có quốc gia nào gây ra nhiều cuộc chiến, xung đột quân sự và gây ra nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc đến vậy. Ông cũng cảnh báo NATO đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như ở Bắc Cực. Hồi cuối tháng 2 năm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cảnh báo các cuộc tập trận quân sự của NATO là một mối đe dọa và NATO là công cụ đối đầu được Mỹ sử dụng. Phát biểu trước cuộc tập trận vào tháng 1 năm nay, tướng Cavoli nói rằng cuộc tập trận sẽ mô phỏng kịch bản xung đột mới xuất hiện chống lại một đối thủ gần ngang hàng, bao trùm hàng nghìn km trên khắp châu Âu. Đầu năm nay, nhiều quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên của NATO gồm Anh, Đức và Estonia đã cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công khối này trong vòng vài năm tới. Moscow liên tục phủ nhận những tuyên bố trên, trong đó Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại NATO. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã lao dốc không phanh suốt thời gian qua kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. NATO chỉ trích kịch liệt Moscow về cuộc chiến trên, đồng thời ra sức hỗ trợ Kiev chiến đấu chống Nga. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình phản chiến ở Gaza và ủng hộ người Palestine đã lan rộng khắp hàng chục trường đại học Mỹ, trong đó có một số vụ leo thang thành các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Theo các nhà phân tích, các cuộc biểu tình có thể sẽ tác động tới nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden khi ông có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của những cử tri trẻ tuổi. Dưới áp lực chính trị không ngừng gia tăng, khi sinh viên hàng chục trường liên tục biểu tình, đụng độ với cảnh sát, ông Biden phải phá vỡ im lặng, tuyên bố người Mỹ có quyền biểu tình nhưng không được phép tiến hành bằng bạo lực. Tuy nhiên, thông điệp cứng rắn của Tổng thống Biden khó có thể xoa dịu những lời kêu gọi ông phải có biện pháp mạnh tay hơn với những người biểu tình. Mặt khác, nó còn có nguy cơ khiến ông bị mất điểm trong mắt nhóm cử tri trẻ tuổi, những người hoàn toàn không tán thành cách Tổng thống Mỹ xử lý cuộc xung đột ở Gaza.